đường sắt đi qua Ninh Thuận từ km 1382 600 đến km 1383 300, khu gian cà Rôm Phước Nhân nước ngập quá đỉnh rây 300 mm trên nền đường, nền đá hai cầu rây phải phong tỏa khu gian không cho tàu chạy từ đêm ngày 24 tháng 11. nặng nhất là nền đường đoạn km 1382 775 km 1382 795 dài 20m và km 1382 822 km 1382 842 dài 20m bị trôi sâu khiến đường ray này bị treo lơ lửng. Lãnh đạo chi nhánh vận tải đường sắt thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã hợp đồng 13 xe khách từ Nha Trang chuyển tải hàng ngàn hành khách bị kẹt tàu do mưa lũ gây ra tại hai điểm suối cát Can Lâm và khu gian Hoàng Tân Tháp Chạm Ninh Thuận tiếp tục hành trình. Hiện tại, ngành đường sắt đang tập trung quy động lực lượng khẩn trương cứu chữa, thông tàu qua từng vị trí bị hư hỏng. Tuy nhiên, công tác cứu chữa đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn đang gây ngập nhiều vị trí nhà ga khu gian nên chưa thể dự kiến thời gian thông tàu.